Mẹ, mẹ, hai con rùa này nó đang ôm nhau hả mẹ? Chắc là nó cũng yêu thương nhau lắm đây. Nó mà quấn lấy nhau như vậy là có hai trường hợp nha con. Thứ nhất là có thể nó thương yêu nhau, nó ôm nhau. Thứ hai là có thể nó đang cắn lộn nhau đó con. Nó đang ghim nhau đó, chuẩn bị cắn đó con. Theo các bạn thì hai con rùa này nó đang yêu thương nhau hay là đang cắn lộn gì các bạn? Bạn nào biết có thể bình luận ở dưới giùm mình nha. À thì ra nó đang cắn lộn mẹ ơi. Sao hai con rùa này không dữ vậy mẹ? Thường thì mấy con rùa nó cũng hiền lắm nghe. Nhưng mà tùy loài con, loài rùa này là rùa cá sấu. Nó có những đặc tính giống như là loài cá sấu rất là hung dữ. Bởi vì người ta có cấm bảng nguy hiểm nè, để mình đừng có đưa tay xuống là nó táp cái là nguy hiểm lắm nghe. Các bạn ơi, các bạn có thấy loài rùa nào hung dữ như loài rùa này chưa các bạn? Các bạn để lại bình luận ở dưới cho mình biết với nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. À đây là con Lu thú cưng của nhà anh nè. Cưng thấy nó có dễ thương không? Lu ơi Lu, tao nè. Đây là thú cưng của anh đó nghe. Nó ngoan lắm đó. Nó nghe lời anh nữa. Vậy hai đêm có hay gọi nó được không anh Út? Được chứ, nó hiền dữ lắm. Anh gọi nó tối ngày luôn nè, em thấy không? Nó ngoan lắm, nó đâu có làm gì ai đâu. Vậy cho em nắm cho anh Út ơi. Bây giờ cưng muốn cởi nó không? Để anh cho cưng lên lưng cởi nó luôn. Dạ muốn anh Út ơi. Thôi, con chó là của anh Út. Anh Út làm gì nó cũng được. Còn con á, là người lạ, con mà trèo lên cởi đó, nó mà quạo lên là nó quạch vô giò con đó, biết không? Ủa sao anh Út nói nó hiền? Nó hiền là tên là chủ nó thôi, người lạ là nó cắn nghe. Con thấy chưa, con không có được lại gần nó, cũng nguy hiểm nha con. Coi anh cởi chó nè mấy em ơi.